Center Naturel sạch sâu dịu nhẹ tươi trẻ làn da. Em chia sẻ trong đoạn clip thì có vẻ em là một cô gái cũng còn rất là ngây thơ đấy. Cho nên là mình làm quen nhau trước đi nào. Em tên là Quỳnh Nhi ạ. Em đến từ Hà Nội và hiện tại thì em đang kinh doanh thời trang cũng như là có làm MC ạ. Em yêu được bao nhiêu lần rồi trước khi đến đây? Em yêu một bạn 3 năm. Đấy là khoảng thời gian em học cấp 3. Em nghĩ đấy là một mối tình đầu khá là nhẹ nhàng đối với em. Sau đó thì em có quen bạn yêu gần 2 năm này ạ. Cái bạn thứ hai làm em buồn nhiều đúng không? Dạ vâng. Điều mà chị cảm thấy hơi lo lắng á, trong các mối quan hệ, nó có một cái mối quan hệ tiếp theo, nó gọi là cái mối quan hệ rebound. Rebound là sau khi một cái mối quan hệ nghiêm túc xảy ra, nó để lại cho mình nhiều cảm xúc, thì mình chưa thực sự sẵn sàng bước vào một cái mối quan hệ bắt đầu lại từ đầu và để cởi mở, mà nó là một cái như kiểu để bù đắp ấy, bù đắp cho những cái gì em mất mát, những cái gì mà em cảm thấy em chưa làm được. Nên là thông thường những cái mối quan hệ rebound này nó sẽ không kéo dài. Khi mà chị nghe thì em nói trên đấy, chị cảm thấy em còn rất là nhiều cảm xúc. Thì chị lo rằng là ở trong cái mối quan hệ đó em chưa có được cái closure, tức là cái đã đóng cửa được, đã cảm thấy là làm lành được cái vết thương đó. Nước mắt em vẫn rơi. Em đã giải thoát nó thật sự chưa? Trong câu chuyện mà em vừa mới kể đấy ạ, thì em nghĩ là việc mà bản thân của em bị người khác làm tổn thương nó dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà mình làm tổn thương một người khác. Bởi vì khi mà em làm tổn thương bạn ý thì nó không chỉ là cái nỗi đau mà ngay thời điểm đấy em phải giải quyết, mà em đến tận bây giờ vẫn cảm thấy day dứt. Day dứt ở đây không phải là em không sẵn sàng để có thể đón nhận một mối quan hệ mới. Day dứt chỉ là em đang đau lòng bởi vì những gì ở quá khứ mà em đã làm tổn thương đến người ta ấy ạ. Vì sao lúc đó em lại như vậy? Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và từ nhỏ cho đến lớn thì em sống cùng với bố mẹ. Mẹ em định hướng cho em về công việc, về cuộc sống. Mẹ em luôn luôn nghĩ rằng là em một cô bé, không bao giờ lớn cả. Kể cả trong chuyện tình cảm thì mẹ em cũng mong muốn rằng là mẹ em có thể giúp cho em chọn được một người phù hợp với em nhất, một người có thể chăm lo được cho em. Em nghĩ là mẹ em cũng đang muốn em sống thay cho cả cuộc đời của mẹ em nữa. Nên là mẹ em cũng ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của em khá là nhiều. Khi mà em quen bạn này thì có gặp mẹ của em và mẹ em rất là quý bạn ý. Bởi bạn ấy là một người rất là hiền lành. Em cảm giác là khi ở bên cạnh bạn ấy thì em rất là bình yên ấy ạ. Không phải lo nghĩ bất cứ một điều gì cả. Khi mà bọn em chia tay thì mẹ em cũng có nói với em rất là nhiều. Và vô tình những cái gì mà mẹ em nói với em, mẹ em ảnh hưởng đến em ấy ạ, thì nó làm cho em kéo dài một quan hệ này càng dài ra. Và cái việc kéo dài một quan hệ quá nhiều như vậy thì bạn ý lại càng tổn thương hơn. Em có xem cuộc phim Cua Lời Vợ Bầu chưa nhỉ? Em có. Trong phim Cua Lời Vợ Bầu của anh đóng năm đó thì có một câu, vì không đủ thời lượng phim cho nên đạo diễn có cắt đi. Nhân vật nữ chính trong phim yêu một cái anh chàng rất là an toàn trong 7 năm qua, và một ngày nào đó cô ta cảm thấy muốn move on với một chàng trai có chí hướng cao hơn. Cô ta lỡ fall in love trong đúng một đêm thôi. Sau đó cô ta chợt nhận ra rằng ý cha mình sai quá, mình ngoại tình người ta, mà mình kỳ quá, người ta đang đàng hoàng mình, không lẽ chỉ vì mình chán người ta cái mình tự nhiên mình thích cái người mới. Cái cô bạn mới hỏi cô, ê tại sao hồi xưa có cái gì mà thích nó vậy? Thì cô nói là vì ảnh làm cho tao cảm thấy an toàn. Rồi cô nói là ủa vậy thì tại sao bây giờ mày lại chán? Thì cô mới nói là vì ảnh chỉ có an toàn, ngoài an toàn ra anh không có gì nữa. Làm sao chúng ta có thể ở mãi với một người không cùng năng lượng với mình được? Nếu một ngày nào đó hai cái cá thể đó, cái năng lượng nó chênh lệch quá nhiều, tự động khoảng cách nó có, và khi khoảng cách có, nó đứt. Em đừng nghĩ tới mức độ là em làm tổn thương bạn đến mức độ đó, không tới nổi vậy đâu cưng à. Bạn sẽ đau, rồi bạn sẽ trưởng thành, rồi bạn sẽ lại gặp một người mà người đó mang đến cho bạn một năng lượng tương đương, nơi bạn không phải cố gắng quá nhiều để có thể làm em yêu nhiều hơn. Còn chuyện bố mẹ đang sống giùm mình á, đó là câu chuyện của vạn người. Anh nghĩ cái điều mà em làm tốt nhất á là thử làm cho mẹ em hiểu là em đủ khỏe, đủ mạnh để có thể đi trên đôi chân của mình.
Những cái gì anh Thành chia sẻ thực sự nó rất là đúng và nó rất cần, kiểu bạn chưa có nhiều trải nghiệm quá. Con người mình cũng có thể đôi khi chọn đúng, có đôi khi chọn sai, nhưng cái việc đó nó không thành vấn đề. Quan trọng nhất là Nhi phải hiểu được bản thân của Nhi tại thời điểm này. Em đang mong muốn điều gì, em sẵn sàng cho điều gì, cái điều gì tốt cho em, và em có đủ dũng khí để chọn cái điều mà em cho là tốt cho em chưa. Chị và ban cố vấn ngồi đây rất mong là Nhi sẽ một lần nhìn thẳng vào chính con người của Nhi. Không phải là lỗi của em. Not your fault. Khi mà mình ở bên cạnh một người đàn ông mà cả hai mang lại hạnh phúc cho nhau á, thì cái thành công của em nhẽ ra phải được coi là thành công của người bạn đời của mình. Nếu như nó trở thành gánh nặng của người bạn đời của mình, nếu như nó trở thành một lý do để họ cảm thấy là họ không xứng đáng, không phải là lỗi của em. Em không làm tổn thương bạn ấy. Vì hai người tự nguyện yêu nhau mà, đúng không? Trong quá trình yêu nhau có những khác biệt, đơn giản chỉ là những cái khác biệt không phù hợp. Tình yêu no drama. Tình yêu là phải hạnh phúc, là phải vui, phải nhìn với nhau mỗi ngày, phải muốn về, muốn đến với nhau mỗi ngày. Chứ còn đến mà để khóc lóc, về đau khổ rồi làm cho mình up down quá nhiều, chị nghĩ là đấy không phải là tình yêu. Em nghĩ là những cái giọt nước mắt của Nhi vừa rồi sẽ là những cái giọt nước mắt cuối cùng ấy chị ạ. Hôm nay á, khi mà em bước ra từ sân khấu, chị thấy em rất là xinh. Giống như kiểu là có một cái vầng sáng nào đó. Chị mong rằng là em hãy dùng những cái nguồn năng lượng tích cực đó của em để mà mình thu hút những cái nguồn năng lượng tích cực khác, và làm cho những cái cuộc sống tương lai này của mình sau này tốt đẹp hơn nhá. Vâng, cảm ơn ạ. Vậy thì Trân hỏi gu của em là gì? Gu của em là một chàng trai trưởng thành ạ. Có thể chia sẻ với em, là một người bạn với em nữa. Em thích một chàng trai ít nhất là cao hơn em là được ạ. Em có thích chàng trai tóc xoăn không? À, em cũng thích một chàng trai tóc xoăn ạ. Bạn này chắc là có thể là do bạn ý đang không có được tự tin lắm. Kiểu những cái động tác của bạn ý nó hơi kiểu bị lỏng lẻo á. Thường đánh tennis là người ta sẽ phải đập một cú rất dứt khoát và rất là mạnh. Hất lực, đúng rồi. Cảm giác bạn cứ đàn ông người ta phải thế. Em này, em mà nói thế thì người ta là diễn viên rồi. Chị thích cái vụng về của bạn ấy, bởi vì là cái vụng về đó nó mới đàn ông. Chứ đàn ông mà trải chuốt quá mà đánh lên kiểu diễn quá, đúng không? Có như tạo dáng quá. Tại vì cái đấy là nó kiểu giống như là sức mạnh của đàn ông một người bình thường. Ví dụ như anh Thành đi, anh thì vừa đánh tennis thế này. Anh hiểu. Anh hiểu ý của Duyên. Nếu như một người mà đàn ông cơ bắp là ra ngay, còn bạn này là kiểu nó có một cái nhẹ, đúng không? Nó hơi kiểu bị nhẹ nhàng ấy. Ừ. Em không biết là trong suy nghĩ của em thoáng qua có một cái tí gọi là tia cực tím ở đây phải không? Le lói thì khi mà em xem cái video clip của bạn á, em thấy là bạn chững chạc hơn ở tại sân khấu. Ở tại sân khấu thì tự dưng lại hơi lóng nga lóng ngóng. Nhưng mà biết đâu là tại vì thích nữ chính quá anh Thành ạ. Và như Duyên lo ngại về những cái động tác mà tennis mà hơi luống cuống đó, em lại không lo nha. Em thì lại không thấy bạn này phản phất ánh tím nha. Đó, thấy chưa, gật đầu. Ban nãy mà Duyên miêu tả tím lo không? Có xu hướng di chuyển nhiều hơn. Anh ban nãy là Duyên chỉ cần nói là em thấy cái động tác không có dứt khoát là coi như là đứng lắc đầu liên tục anh. Yeah. Không thì chị tin em đó. Quan trọng là mọi người có tin em hay không. Anh Thành, em thì em không có suy nghĩ là bạn sẽ là tím đâu. Thường thì em sẽ nhìn vào ánh mắt á. Tại vì ánh mắt của một người đàn ông thì nó sẽ có một cái gì đấy nó khăng khác. Đánh đấm nhẹ nhàng thì nhiều khi lại bế bạn nữ hơi khó khăn thôi. Người ta đã nói là người ta đánh tennis là khỏe lắm, anh khỏe lắm. Anh khỏe lắm hả? Rồi ok, bây giờ mình bỏ qua cái vụ tennis đi. Nhưng mà thế mạnh của bạn này, thời trang. Đúng. Em cũng đang làm về thời trang đúng không? Trước tiên có một cái sở thích chung, đó là thời trang. Vậy em muốn tạo cơ hội cho bạn này. Em quyết đoán với màu xanh độc thân nha. Giống như là này là gà ta chạy bộ đó các anh chị. Đông tảo anh ạ. Gà này đông tảo luôn, đúng rồi. Gà đông tảo, chân to, cái gì cũng to. Nhất là bờ vai nơi em dựa vào. Chị Hàn thấy sao ạ? Chị nghi ngờ. Dĩ nhiên là đàn ông thể hình trau chuốt ngoại hình là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà trong cái video này thấy một sự trau chuốt rất là nhiều. Có cái đoạn tựa vào đúng không? Nói chung là những đoạn tựa vào rồi đoạn rất là hoàn hảo, nhưng mà màu gì thì chị đang suy nghĩ. Những suy nghĩ trong chị giờ đang chia làm hai. Chị phải để ý cái đoạn hắc đèn màu tím nhá. À đúng rồi. Chị không, phải để ý đi. Em chắc chắn là không, bạn này không thể nào là tím được. Em non nớt, em biết cái gì đâu, em chính em bảo thế.
Em tại vì em thấy biên tập của chương trình của mình rất là ghê. Ghê không, lắm. Em thấy được cái màu sắc rõ ràng nhất là màu xanh lá cây và màu tím. Chả lẽ biên tập lại giống như kiểu là để một cái lời nhắc nhở, một cái hint vào đấy em một cách ơi. Cho mình rõ ràng như vậy hả? Biên tập biết là sẽ có những người đa nghi như em. Tương kế, không, em không tụ đa nghi. Kế, em hiểu em không? Em không đa nghi. Khi mà em xem clip của bạn này là em đã có thể dơ bảng rồi. Tại vì giữa cái màu tím nó có một cái màu đo đỏ ở trong đấy. Đã có chủ. Ồ thế à? Biên chọn luôn rồi đúng không? Biên chọn đâu. Góc nào mà em nghĩ là màu đỏ? Một người đàn ông rất là tự tin, có một cái sự ổn định ở trong đấy. Có chó. Em chó đấy là nhìn rất là bụ bấm đáng yêu rồi. Chắc chắn là hai người cho ăn, không phải một người cho ăn ạ. Thông minh. Bếp núc rất là sạch sẽ, đúng gọn rồi. Gàng. Thì quay phim không lẽ lại bẩn thỉu. Kìa chị. Sao chị cứ... Chị nghi lắm, chị nói thật, chồng chị cũng đi du thuyền rồi không nằm ra như em đâu, chị nghi lắm. Ông ấy nằm, ông ấy ếch người ra. Là vì chồng chị không có sáu múi nhiều thế, làm sao không nằm được. Trong cuộc chiến này nha, là em thiên về phía của chị Hà Anh nha. Em đang hơi phân vân hai cái bảng này. Cái người tập gym á, mà trong cái thế giới của màu tím á, họ có đồ họa trên người họ nhiều như vậy không? Chuyện đồ họa là không có vấn đề gì. À, vì không nói lên vấn đề gì á, mà theo cái hướng nghệ thuật thì tôi thấy là màu tím cũng có đồ họa. Nhưng mà đồ họa theo cái kiểu mà xăm phun tay phun chân như vậy thì đa số là men mới làm chuyện đó. Cái hội mà Harley ấy, xong rồi xăm đầy ra đấy đầy. Không em ơi, không. Không chị biết không, nhiều khi màu tím người ta hay xăm này. Bông hoa này, à thế à? Quả cánh tim này. Xăm vào ngực anh, xăm vào ngực, xăm vào ngực. Em vẫn thấy các bạn màu tím là vẫn xăm mọi thứ bình thường, không vấn đề gì cả. Nhiều như vậy luôn hả? À? Có không? Bên Mỹ mà redneck là họ trông rất là men. Còn dâu ria xùm xoàm luôn. Vậy xanh hay tím? Chốt đi. Em chốt đi. Đàn ông mà nuôi chó thì phải là cực kỳ chăm chút và thật kỳ là phải cẩn thận, nó cũng như một đứa bé vậy đó. Chăm chó không phải là đơn giản đâu, cũng rất là khó. Chăm chó không đơn giản, tôi đang không suy nghĩ không đơn giản đâu anh à, với đàn ông tụi em là không hề đơn giản đâu anh. Chăm chó là không đơn giản hả? Không dễ đâu, cực phức khổ lắm. Ở chỗ nào em? Phức tạp lắm anh ơi. Phức tạp không em? Cái em chó đấy là béo mẫm ra như thế là phải có người chăm cùng, nên là nhiều khi người ta chăm cùng này, chứ không phải một mình anh đâu. Do con chó nó béo phì đó. Béo phì đó. Em định thao túng người chơi của tôi, em cứ để cho anh ta có ý kiến riêng. Màu tím phải không? Tím Thủy Chung mạnh dạn nè, mới chút chút thôi đừng giận nha.